lên cho bác trước bếp từ âm nhá, size 60, cảm ứng 12 phím. Hai bên từ 1.3 ký ở bên 2.5 nhá. Bếp em đã vệ sinh sạch sẽ nha các bác nhá. Hai từ một hồng ngoại, một nồi điện. Đây điều khiển hồng ngoại ở đây các bác nhá. Tất cả là cảm ứng hết đấy các bác nhá. Cảm ứng hết. Đấy, hồng ngoại này. Sáng rực luôn. Nướng này. Bảng điều khiển của hồng ngoại và nướng ở đây các bác nhé. Nướng hình con cá này, còn lại cái hồng ngoại là hình này. Đấy, các bác có thể tăng giảm này. Hoặc hẹn giờ nhé. Đấy. Giờ 2 phút nó sẽ tắt. Đấy. Hoặc là đây. Cái này các bác hẹn giờ được nhé. Đấy, nó sẽ chạy hết 2 phút thì nó sẽ tắt nhé. Các bếp trên này các bác đều hẹn giờ được hết nhé. Đấy, trong 2 phút nhá, nấu nó sẽ tắt này. Bên này có hẹn giờ hết nhá. Đấy. Cảm ứng nhá. Nướng ngon nhá, nướng khá là đẹp luôn. Thành vách đây các bác nhá. Thành vách còn rất là long lanh nhỉ. Đấy, na tiêu na cảm ứng 12 phím. Đấy. Các bác có nhu cầu liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751 nhé. Bên em ship hàng toàn quốc nhé.